Câu chuyện sự tích phong bao lì xì. Chuyện kể về một cậu bé được ba mẹ cho 8 đồng xu để đùa nghịch. Cậu bọc những đồng xu này vào tờ giấy đỏ, sau đó cậu đã ngủ thiếp đi. Khi con yêu quái đáng sợ tên là Xui đến định hãm hại cậu thì đã bị luồng sáng bạc phát ra từ bao giấy đỏ làm cho nó hoảng sợ. Từ đó về sau, người ta gọi tiền lì xì là tiền may mắn trong năm mới. Theo truyền thuyết kể lại rằng, có một con yêu quái đáng sợ tên là Xui. Hàng năm, vào đêm giao thừa, nó sẽ đến chạm vào đầu trẻ em đang ngủ 3 lần. Sợ quá, em bé sẽ khóc lớn và sau đó sẽ bị đau đầu, bị sốt và nói nhảm. Khi những triệu chứng này biến mất, đứa trẻ sẽ trở nên khù khờ. Vì sợ yêu quái Xui hãm hại trẻ nhỏ, cha mẹ chúng thường không tắt đèn và thức qua đêm giao thừa để xua đuổi yêu quái. Và đây cũng là nguồn gốc tập tục thức qua đêm giao thừa. Có một nhà nọ, vợ chồng tuổi đã cao mới sinh hạ được một cậu con trai nên rất cương chiều. Vào một đêm giao thừa, sợ yêu quái Xui đến hãm hại, họ cũng thức tỉnh cậu bé. Họ cho cậu ta 8 đồng xu để đùa nghịch. Cậu bé bọc những đồng xu này vào tờ giấy đỏ, mở ra rồi lại bọc lại. Lặp đi lặp lại như thế đến khi chú bé mệt quá và ngủ thiếp đi. 8 đồng xu khi ấy đang được bọc bởi giấy đỏ và đặt ngay bên cạnh gối của cậu ta. Lúc ấy đôi vợ chồng ngồi ngay bên cạnh để mà trông chừng. Vào lúc nửa đêm, một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa và làm tắt đèn. Đúng lúc ấy, tên yêu quái xuất hiện và giương tay đến đầu của cậu bé. Từ bao giấy đỏ bỗng tỏa ra một luồng sáng bạc, làm cho tên yêu quái khiếp sợ và bỏ trốn. Thế là vào Tết năm đó, đôi vợ chồng đã kể cho hàng xóm láng giềng về câu chuyện hôm giao thừa. Từ đó về sau, họ bắt đầu bắt chước làm theo và trẻ em không còn bị quấy nhiễu nữa. Hóa ra 8 đồng xu kia chính là 8 vị thần đã âm thầm bảo vệ cho cậu bé. Vì thế người ta gọi tiền lì xì là tiền may mắn trong năm mới. Tiếng lành đồn xa, cứ mỗi đêm giao thừa, nhà nhà đều gói đồng tiền vào giấy đỏ rồi tặng cho con cháu để cầu an. Từ đó, tục lì xì vào ngày Tết đã ra đời. Lì xì, theo tiếng Trung Quốc, là phiên âm của từ lợi thị, có nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn. Do đó, tiền lì xì là tiền đem lại cái may mắn, điều lành, điều tốt cho trẻ em vào dịp đầu năm. Ngày nay, lì xì ngày Tết rất phổ biến ở những quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. Ý nghĩa của lì xì ngày Tết là cầu chúc may mắn, sức khỏe, tài lộc cho tất cả mọi người. Theo đó, cả người nhận và người tặng đều nhận được những điều tốt đẹp trong năm mới. Ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng, mà quan trọng là ở thiện chí, ý nghĩa tốt đẹp của hành động. Tiền lì xì thường là những món tiền nhỏ, gồm cả tiền lẻ và tiền chẵn. Chiếc phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không muốn người nhận có sự so bì, tị nạnh. Do đó người nhận không được mở phong bao trước mặt người tặng.
Theo phong tục, cứ giao thừa hoặc mùng 1, các gia đình người Việt tụ tập đông đủ với nhau, cùng thắp nén hương lên tổ tiên, cùng vui đùa ăn uống và chúc mừng năm mới. Đây cũng là dịp mà con cháu trong nhà chúc Tết ông bà, cha mẹ và nhận tiền lì xì mừng tuổi. Phong bao lì xì màu đỏ, bên trong có số tiền nhỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn, mạnh khỏe, gặp nhiều thành công trong công việc và học tập mà người lớn muốn gửi đến cho trẻ. Dù mệnh giá bao lì xì là bao nhiêu, thì phong bao lì xì vẫn luôn giữ vững ý nghĩa vốn có của nó, chính là mong muốn người nhận gặp được thật nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe trong năm mới. Hiện nay, bao lì xì cũng không chỉ còn là màu đỏ hay màu vàng truyền thống, mà còn có thêm nhiều mẫu mã phù hợp với sở thích của mọi người.